Xin kính chào quý vị. Hôm nay là thứ tư ngày 20 tháng 5 2020. Buổi thông tin của hiệu trưởng của thị trường tại trung tâm giải trí của thành phố là North ở trên đường Franklin. Có mặt là bà thị trưởng Central, bác sĩ Jennifer Avecnow là giám đốc bộ y tế của thành phố. CEO của North là ông Mary, tiến sĩ đại diện cho thư viện, tiến sĩ Morley là đại diện cho thư viện thành phố. Trước hết bà cũng cho quý vị biết là như bà đã nói, khi mà thành phố được vào giai đoạn 1 thì cũng đã dựa theo dữ liệu và khoa học. Và bác sĩ Avecnow cho biết là chương trình hè của thành phố khi mở lại cũng phải dựa theo tiêu chuẩn của công nhận của nước Mỹ, của thống đốc, của tổng thống, mà dựa theo những dữ liệu và khoa học để làm như thế nào cho các em được an toàn. Quý vị cũng biết rằng mùa hè thì các em cũng phải cần đi ra ngoài chơi thể thao với gia đình, và khi mà gia đình tụ họp và đi ra ngoài để tham gia những cái thể thao đó hoặc đi bộ, chạy xe đạp, thì cũng vẫn phải tiếp tục giữ an toàn cho nhau và vẫn phải cách xa 6 feet. Nếu mà một gia đình với nhau thì ok, cũng sao hết, còn nếu mà tiếp xúc với những gia đình khác, nhóm khác cũng phải cách xa nhau 6 feet và cũng phải mang theo những chùi tay để lau tay hoặc lau những dụng cụ mà các con của mình chơi trong một cái khóc đó, đưa theo hand sanitizer lau trước và lau sau, vì vấn đề mà giữ an toàn cho các con em của mình nó vẫn rất là quan trọng. Thì chúng ta cũng nên phải tiếp tục giữ các vấn đề để mà liên quan tới không có bị lây nhiễm trong mùa hè này. Và những trung tâm của giải trí của thành phố như chẳng hạn nơi Phú Anh Thu cũng sẽ được trở lại, hoặc tennis court cũng sẽ được trở lại, mà với giới hạn 25% hoặc với một con số nhỏ đã được đưa ra. Và bà cũng cho biết là cũng có qua sự liên hệ với nhà thương Ochsner và LNC, họ cũng đã có những nơi địa điểm để được thử nghiệm, thì chúng ta cũng cần theo dõi những thông tin đó ở trên nola.ready.gov để biết những nơi quý vị có thể tới để được thử nghiệm, và đây cũng sẽ là được miễn phí. Và kế tiếp ông Larry, CEO của North, cũng cho biết là tháng 5 ngày 16 khi thành phố được mở giai đoạn thì nhân viên của North cũng đã được trở lại và đã tiếp tục chương trình mùa hè của thành phố. Thì chương trình mùa hè của thành phố hàng năm cũng có nó là 6 tuần, thì năm này nó trễ đi một chút, sẽ bắt đầu tháng 6 ngày 15 cho tới tháng 7 ngày 24, trong 6 tuần đó cho các em lứa tuổi từ 4 cho tới 12 tuổi và teen từ 13 cho tới 16 tuổi. Đây là chương trình của thành phố qua chương trình North hàng năm. Và theo những dữ liệu đã đưa ra thì giới hạn các em là 9 cho 1, có nghĩa là một giáo viên và 9 học sinh. Thì khi mà các em tới những trung tâm giải trí hoặc là kia tình này đó, thì các em xem sạch này thì các em cũng phải được thử nhiệt độ của các em trước khi tới. Nếu các em đó mà bị ốm thì không có được tiếp tục tới. Và khi mà tới rồi đó thì chỉ có 9 em đó với một giáo sẽ ở trong một cái nhóm của mình cả một ngày, và các giáo viên cũng phải đeo khẩu trang và cũng phải áp dụng những vấn đề an ninh an toàn cho mỗi em và cho cái khu vực đó, vì các em cũng là phần tử quan trọng, và về vấn đề mà lây nhiễm họ cũng phải
quý vị muốn theo dõi những chương trình của mùa hè thì quý vị có thể lên mạng của NORDC để lấy những thông tin và ghi danh cho những chương trình. Thì hiện giờ các chương trình ghi danh cũng đã hạn chế, vì mỗi năm đó có những cơ quan tham gia, nhưng năm này thì vấn đề COVID cũng giới có những cơ quan không có tiếp tục để tham gia chương trình trong mùa hè này thì cũng đã được giới hạn. Và kế tiếp nữa là tiến sĩ Morley, đại diện cho thư viện của thành phố New Orleans Public Library, ông ta cũng cho biết là thư viện cũng đang hoạt động và mở 24 giờ ngày 7 ngày một tuần. Tiếp tục giữ gìn cho nhau và vấn đề an toàn cho nhau để chúng ta